chuyên mục trang tin, tin hoạt động hộ người mù thành phố Hà Nội. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, quân ta nổ súng tiến quân mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân ta tung bay trên nắp hầm chỉ huy tướng Đờ Cát của địch đã chính thức chấm dứt cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam. Để tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các chiến sĩ bộ đội ngày đêm dũng cảm quyết sinh tử giành lại độc lập tự do cho đất nước, ngày 4 nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954-2024, Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tri thức và đời sống với chủ đề Điện Biên, Bác Hồ và những câu chuyện kể. Tại chương trình, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách hội, đồng thời là báo cáo viên của chương trình, cùng hơn 70 cán bộ hội viên sống lại từng khoảnh khắc của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu qua những khúc hát và những câu chuyện kể với phần thể hiện xuất sắc của các nghệ sĩ khiếm thị. Thực hiện chương trình giao ước phối hợp trong hoạt động triển khai công tác giữa Hội Người Mù thành phố Hà Nội và Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh được sự thống nhất giữa hai thành tỉnh hội. Hội Người Mù thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức buổi tọa đàm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội trong thời kỳ đổi mới. Tham dự chương trình giao lưu về phía Hội Người Mù thành phố Hà Nội có ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Về phía Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Xuân Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người Mù Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh, ông Thái Quốc Toản, Phó Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các cán bộ chuyên môn của hai đơn vị tỉnh thành hội. Trong chương trình, hai đơn vị thành tỉnh hội đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hội trong việc hướng nghiệp dạy nghề cho hội viên, các dự án đã và đang được triển khai, công tác phát triển đảng viên trong tổ chức hội. Sau chương trình giao lưu tọa đàm, hai đơn vị tham gia chương trình đi trải nghiệm đầu tàu điện trên cao với thông điệp giao thông công cộng thân thiện cùng gậy trắng. Hy vọng những kinh nghiệm quý báu sẽ được hai đơn vị áp dụng vào thực tiễn và tình cảm hai bên sẽ ngày càng thắt chặt với nhiều hơn nữa hoạt động phối hợp trong tương lai gần. Ngày 21 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Hội Người Mù thành phố Hà Nội khai giảng lớp yoga cho các học viên khiếm thị Hà Nội cùng các cán bộ nhân viên văn phòng Hội Người Mù thành phố. Buổi khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố và ông Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Lớp học được hướng dẫn bởi hai cô giáo Đỗ Thị Diễm Quỳnh và cô Diệu Hương. Cô Diễm Quỳnh chia sẻ, mặc dù sáng cô đã đi quãng đường hơn 20 km để đến lớp học yoga của trung tâm, nhưng khi tới lớp, cô cảm nhận không khí vui tươi, hứng khởi của các bạn học viên là cô đã thấy rất vui và hạnh phúc. Ông Nguyễn Trung Thái động viên các học viên cố gắng duy trì thói quen tập luyện, duy trì lịch họng đều đặn để giữ gìn sức khỏe tốt, phục vụ công việc và học tập. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày 28, Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức cho trẻ em khiếm thị, con cán bộ hội viên vui chơi giải trí tại Thiên đường Bảo Sơn.
nhằm mục đích tạo sân chơi cho các em, một sân chơi lý thú, bổ ích và có những ngày hè sôi nổi ý nghĩa. Tại đây, các em đã được trải nghiệm các trò chơi như tham quan thủy cung, cao tốc khứ hồi, đu quay dây văng, cú rơi vô cực, khủng long trỗi dậy. Ngoài ra, các em còn được vui chơi tại công viên nước với thiết kế nhiều cầu trượt mini và những lâu đài dưới nước. Đây là một hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ khiếm thị, tạo điều kiện cho các em được vui chơi, trải nghiệm, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Hội Người Mù thành phố Hà Nội dành cho các em. Chúc các em sẽ có một ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 thật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.